Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng trao quyền cho con trai bà Dũng, Nguyễn Thanh Nghị 1, Hồ Đức Phước 0. Qua nhiều lần đá lộn sân sang thị trường tài chính, nhiều người thì cho rằng ông Nguyễn Thanh Nghị đã lạm quyền, đặc biệt đã động đến nhóm lợi ích tại Nghệ An như ông Hồ Đức Phước. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Thanh Nghị dám làm như thế cũng có cái lý của ông ta. Thế lực của Nguyễn Thanh Nghị không hề thua kém ông Hồ Đức Phước. Ông Nghị có cha là cựu thủ tướng và thủ tướng đương nhiệm lại là người thân quen của gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng. Nên ông Nghị có cơ sở để chõ mũi vào chuyện của người khác. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đã trao quyền cho Nguyễn Thanh Nghị. Được biết, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng được ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng, giao làm tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn và vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản tại các địa phương. Đây là sự ưu ái thấy rất rõ ràng. Ông Phạm Minh Chính đã ủy quyền cho ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng ký quyết định số 1435, thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản tại các địa phương trong cả nước. Theo như quyết định, tổ công tác của ông Thủ tướng Chính phủ là tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng. Hai tổ phó bao gồm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sình. Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại quyết định này. Mới đây tại Hà Nội, trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng đã giao cho ban này các vụ án được đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo, bao gồm vụ việc sai phạm xảy ra tại dự án tổ hợp công trình hỗn hợp thương mại và dịch vụ khách sạn, nhà ở, trường học ở 423 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, vụ việc sai phạm trong cổ phần hóa tại công ty Tín Nghĩa, Đồng Nai, vụ việc sai phạm xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Các dự án đang được ông Nguyễn Phú Trọng xua quân kiểm tra và bên Chính phủ, ông Phạm Minh Chính cũng cho lập ban kiểm tra. Không biết hai bên phối hợp hay độc lập với nhau. Nếu phối hợp thì các dự án khó mà thoát, nếu độc lập thì đôi khi bên Chính phủ muốn che mắt bên ban bí thư những sai phạm, phải chăng là như vậy? Đấy là vấn đề giữa bên Chính phủ và bên ban bí thư. Nói về Chính phủ, rõ ràng ông Phạm Minh Chính đang sủng ái ông Nguyễn Thanh Nghị. Việc ông Nghị làm trưởng ban và phó ban, cả bạn phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì xem ra ông Phạm Minh Chính đã quyết định để ông Nguyễn Thanh Nghị xen vào vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, lĩnh vực mà ông Hồ Đức Phước đang quản lý. Hiện nay, ông Nguyễn Thanh Nghị đang có tham vọng vào Bộ Chính trị. Ông Hồ Đức Phước cũng đang có tham vọng như thế. Nếu cạnh tranh một suất vào Bộ Chính trị cho 3 năm thì có vẻ như ông Nguyễn Thanh Nghị đang gặp thuận lợi hơn rất nhiều. Phe Nghệ An thì rất mạnh vì ông Vương Đình Huệ là người có quyền lực lớn nhất. Không biết nhóm lợi ích này có ủng hộ ngầm ông Hồ Đức Phước hay không, nhưng rõ ràng với bên nổi không thấy họ ủng hộ gì. Riêng ông Nguyễn Thanh Nghị thì đang được ông Thủ tướng hậu thuẫn ra mặt. Như vậy là trong Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Nghị đang dẫn trước ông Hồ Đức Phước 1-0. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đang xây dựng tương lai cho con trai cả rất tốt, ít nhất là cho đến hiện tại. Nguyễn Thanh Nghị cho thấy ông cũng rất nhạy bén về mặt chính trị, biết làm chính sách để lấy tiếng, biết liên kết với thủ tướng để soi những sai phạm khác trong các bộ. Có thể nói Nguyễn Thanh Nghị hiện nay đang kiêm luôn vai trò của thanh tra chính phủ. Không biết nhóm lợi ích Nghệ An sẽ đáp trả như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ đợi thêm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d với bản tin Thủ tướng trao quyền cho con trai bà Dũng, Nguyễn Thanh Nghị 1, Hồ Đức Phước 0. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sở Xây dựng Đồng Nai chiến với Novaland, đại diện, đại gia và quan chức thân ai nấy lo. Ngành bất động sản đang là ung nhọt của nền kinh tế tại Việt Nam.
những tên tuổi lớn trong giới doanh nhân bị bắt trong mấy tháng qua đều là những ngành bất động sản. Ban đầu là ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Tân Hoàn Minh, kế đến là ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch của FEC, rồi mới đây là bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Phát nổi tiếng, đều là những tên tuổi lớn trong ngành bất động sản từ Nam ra Bắc. Hầu hết các đại gia bất động sản làm ăn yên ổn và phát triển thì nhờ chỗ dựa chính trị mà ra. Thu hồi đất phải có bàn tay của nhà nước ép dân. Nếu không thì chẳng có đất rẻ mà thu. Vấn đề thu hồi đất là nhức nhối của xã hội trong nhiều năm qua, chính nó tạo ra bất công ngất trời mà dân oan Việt Nam phải chịu đựng từ trong và ngoài nước, đặc biệt là những người dân với những mảnh đất họ sở hữu nhiều năm. Đây là hình ảnh Sở Xây dựng Đồng Nai đang quật Novaland. Vào ngày 15 tháng 11, Sở Xây dựng Đồng Nai ra văn bản hủy bỏ các văn bản đã ban hành về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai đối với một phần dự án khu đô thị Aqua Waterfront City và dự án Aqua City tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Chính giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã ký ban hành văn bản về việc hủy văn bản công nhận 752 căn biệt thự thuộc dự án Aqua City Novaland làm chủ đầu tư. Đây là cú tát trời giáng vào đại gia bất động sản Novaland, dấu hiệu cho thấy mối liên kết giữa chính quyền và doanh nghiệp bất động sản này đang cơm không lành, canh không ngọt. Đã nhiều năm qua, nhờ mối quan hệ lớn mà Novaland mới lớn mạnh như ngày nay. Mối quan hệ này đã làm đôi bên cùng có lợi. Chỉ có dân là chịu thiệt thì làm sao bây giờ phía chính quyền lại vội vã siết cổ doanh nghiệp mà họ không tiếp tục như những gì đã làm trước đây. Người ta nói có phúc thì cùng hưởng, có nạn thì cùng chịu. Nhưng đó là mối quan hệ thân thiết vượt qua giá trị tiền bạc. Còn đây là mối quan hệ quyền và tiền, liên minh thì dù có phúc cùng hưởng nhưng khi có họa là ai nấy tự thoát thân. Đây là hình ảnh Novaland điêu đứng. Hiện nay bộ máy của chính quyền Đồng Nai đang rất căng thẳng. Chỉ riêng vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cuốn bay cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh, cựu giám đốc Sở Y tế và nhiều người khác. Không khí nặng nề bao trùm từ lãnh đạo tỉnh đến lãnh đạo các sở, ban ngành ở trong tỉnh. Các sở nhìn vào Sở Y tế mà xanh mặt, không dám làm gì sai. Nếu có một dấu hiệu bất thường, lập tức ló ông Trọng lại ập vào thì các giám đốc sở không biết trốn đi đâu cho được. Mối quan hệ giữa giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai Hồ Văn Hà và chủ tịch Novaland là mạnh ai nấy lo. Nếu không làm căng với Novaland, thì khi thanh tra, ông Hồ Văn Hà sẽ thoát đi đâu đây? Ngay cả người được cho là cây đa, cây đề trong giới quan chức về hưu ở tỉnh Đồng Nai như ông Lê Hoàng Quân mà vẫn còn đang phấp phỏng, lo sợ, không biết đến bao giờ lính của ông Tô Lâm vào nhà của mình. Thì cỡ giám đốc sở xây dựng, làm sao dám liều tiếp tục sai phạm cho được? Đây là hình ảnh ông Bùi Thành Nhơn đã văng khỏi danh sách tỷ phú của Forbes. Hành động của giám đốc sở xây dựng Đồng Nai Hồ Văn Hà với Novaland được cho là hành động rút chân ra khỏi vũng bùn để tránh hậu hoạn. Không biết ông này có thoát những thanh gươm của Nguyễn Phú Trọng bổ xuống hay không thì phải chờ tiếp, tuy nhiên không thể không rút chân bỏ chạy khỏi những mối quan hệ lợi ích trong lúc này cho được. Novaland đang có dấu hiệu bị các thế lực chính trị ruồng bỏ. Tuy nhiên, đấy chỉ mới là thế lực chính trị tại Đồng Nai. Chỉ mới bao nhiêu đó là cổ phiếu của Novaland của họ đã tụt dốc rất thảm hại. Và ông Bùi Thành Nhơn, chủ tịch Novaland, bị văng ra khỏi danh sách tỷ phú của Forbes. Có người thì cho rằng nếu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh mà hành xử như chính quyền tỉnh Đồng Nai thì có khả năng Novaland hết đường chạy. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án của Novaland rất nhiều và có giá trị kinh tế lớn. Nếu ông Trọng cho thanh tra ở thành phố này thì e rằng Novaland sẽ sụp đổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Novaland của ông Bùi Thành Nhơn hay Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng đều giống nhau với mối quan hệ với chính quyền. Đến khi sụp đổ thì nó cũng rất nhanh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de